cười sảng với chú chó kiên trì xin ăn. Cô chủ có chia sẻ thêm, bình thường hai chú chó đi quậy ở các ngõ ngách trong nhà hoặc chạy đi chơi rong cùng đám bạn chó nhà hàng xóm. Chỉ có điều mỗi khi nghe tiếng bát đũa lạch cạch là thấy hai chú chó xuất hiện liền trong một nốt nhạc. Đây là hình ảnh hai chú chó cao thủ trèo cả lên trên bàn xin ăn nhưng cô chủ quá cứng. Mới đây hình ảnh hai chú chó xin ăn khiến dân cư mạng được phen hả hê. Ủa gì vậy? Cụ thể là sau khi hai chú chó đứng xin ăn hồi lâu không được, một chú chó đã bỏ mặc liêm sỉ, trèo cả lên bàn năn nỉ xin ăn nhưng rốt cuộc vẫn không được cô gái cho miếng nào. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp khi năn nỉ xin ăn của chú chó khiến nhiều người thích thú về sự đáng yêu này.